Hi, xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh chia sẻ thông tin công ty Đại Kinh Bắc. Thì ở video trước Toàn đã chia sẻ với các bạn về cái dòng thắng từ DC 90V, dòng 1 bố và dòng 2 bố. Thì trong video ngày hôm nay thì có bạn Đạt ở đây sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta về cái dòng thắng từ DC có tay gạt như thế này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo chân bạn Đạt để lắng nghe về những cái chia sẻ về cấu tạo cũng như là nguyên lý hoạt động của cái dòng thắng từ DC có tay gạt như thế này các bạn nhé. Video trước anh Toàn đã giới thiệu cho các bạn là thắng từ loại 2 bố và 1 bố. Thì tiếp tục video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái thắng từ dạng có tay gạt như thế này. Thì về cấu tạo của thắng từ có tay gạt thì các bạn sẽ thấy được nó cũng như cái thắng từ hai bố và một bố bình thường kia, nó sẽ bao gồm cuộn hút, bao gồm má thắng, phần kết nối giữa phần trục động cơ và phần má thắng. Tiếp theo là diode chuyển đổi từ điện 1 pha 220V ra DC, và một cái nữa đó là cái phần tay gạt của phần thắng từ. Thì cái dòng thắng từ có tay gạt này nó khác biệt gì so với cái thắng từ DC 90V lần trước anh chia sẻ đó? Nó có sự khác biệt gì ở đây? Về cấu tạo chung thì thắng từ có tay gạt và thắng từ DC bình thường nó đều giống nhau. Có một cái điểm khác biệt rất là rõ rệt, đó là phần thắng từ có tay gạt nó sẽ có thêm một cái phần tay gạt như này để trong quá trình các bạn sử dụng. Khi mà cái điện nguồn nó không còn nữa thì cái phần các bạn sẽ thấy khi mà cái điện nguồn nó không còn thì cái phần phanh nó sẽ đóng như này và cái phần trục nó sẽ cứng lại như này. Với cái dòng thắng có tay gạt thì khi cúp điện các bạn có thể sử dụng cái phần tay các bạn gạt để cho giúp cho mở cái má phanh. Các bạn sẽ nghe thấy thế. Đó, thì cái phần trục của nó sẽ quay được như bình thường. Với thắng từ bình thường thì các bạn sẽ bắt buộc phải tháo cái phần ốc ra để các bạn có thể quay được cái phần trục động cơ này. Tuy nhiên với dòng thắng từ tay gạt thì nó rất là tiện lợi. Khi các bạn gạt cần gạt là các bạn có thể mở phanh ra được, các bạn có thể xoay cái phần trục này giúp cho những cái chuyển động các bạn có thể sử dụng được trong quá trình mà mất điện cái phanh nó đã đóng rồi. Thì cái này một trong những cái mà rất là tiện lợi giữa cái dòng thắng từ có tay gạt so với cái dòng thắng từ bình thường. Tức là cái này nó có thêm một cái chức năng nữa là ngoài cái chuyện mà cái dòng thắng cũ DC của mình á, là khi mà ngắt điện á, là mình không có xoay tay được đúng không? Không có mở được. Nếu mà muốn mở là phải tháo cái bố của cái thắng ra đúng không em? Chính xác, với cái dòng thắng bình thường không có tay gạt thì khi các bạn muốn cái trục động cơ xoay các bạn bắt buộc phải nới lỏng cái phần ốc hoặc là các bạn tháo hẳn cái phần má ra thì cái phần trục nó mới quay được, các bạn mới có thể di chuyển phần trục được. Còn riêng cái dòng thắng tay gạt này, nó có cái tay gạt này giúp chúng ta khi mà điện ở xưởng hay gì nó bị mất điện hay gì mà chúng ta muốn xoay cái ứng dụng hay là xoay động cơ thì chỉ cần gạt cái này đúng không? Chính xác, ví dụ khi các bạn đang treo một cái vật ở trên cao, các bạn muốn khi mà mất điện các bạn muốn hạ xuống, các bạn có thể dùng cái tay gạt này các bạn đẩy và sau các bạn chuyển động cái phần trục để cho đưa cái hàng nó xuống một cách dễ dàng hơn mà không cần thay đổi cái kết cấu của phần thắng từ. Ok. Còn về cái phần 500 hút này á, thì nó cấu tạo bên trong nó có khác với cái dòng kia không em? Hay là về cấu tạo bên trong của cái phần cuộn hút thì nó đều giống nhau so với cái phanh thắng từ bình thường kia, nó đều là cuộn điện, sau đó nó sử dụng cái từ tính để có thể nhấp nhả cái phanh ngắt hoặc là sẽ mở cái phanh theo khi mà chúng ta cấp điện vào. Đến với phần nguyên lý hoạt động của thắng từ hay miền Bắc còn gọi là phanh từ. Thì về phần cấu tạo của nó thì các bạn sẽ khi mà lắp đặt thì cái phần này nó sẽ lắp với cái phần đuôi của động cơ, thì các bạn sẽ nó sẽ có một cái phần này, cái trục răng như này, nó sẽ kết nối với cái phần trục của động cơ và cái phần trục thì nó sẽ ăn khớp với cái má phanh như thế này đó, nó sẽ ăn khớp vào như này và cái phần má sẽ được đặt vào đây. Cái phần này nó sẽ là cái phần đuôi động cơ và khi cái phanh hoạt động nó sẽ nhấp nhả như thế này. Khi các bạn đóng thì cái phanh nó sẽ ép sát vào như này để nó tạo được cái ma sát để nó giữ lại cái phần trục, còn khi nhả thì cái phần má này nó sẽ có một cái khoảng cách để các bạn khi động cơ nó quay nó sẽ không bị ma sát hãm lại.
À, tức là nó như thế này đúng không em? Tức là về cái tháng nó sẽ như thế này đi. Chúng ta hình dung đây là cái động cơ đúng không? Đúng rồi. Cái phần này nó sẽ kết nối với lại trục của động cơ Chính đúng xác, không? phần trục. Và cái phần bố này, cái phần má phanh này thì nó sẽ nằm cái này nó lồng vào nhau được mà đúng không Đúng em? Đúng rồi. rồi, nó Khi có chúng ta tháo chúng ta có thể đúng. để rút ra được. Thì cái phần này các bạn có thể thấy được cái lỗ tròn này nè, nó có một cái phần rãnh thêm và trên đây để nó kết nối hai cái cục kiện này lại với nhau nè. Cái phần răng này nó sẽ giúp cho cái kết nối nó sẽ không bị trường, cũng như là không nó đảm bảo cái tính ma sát của cái phần ma phanh. Thì khi mà thắng nó cái 500 từ này nó hút vào trong này, nó giữ cái phần bố này, nó ma sát với cái này, nó giữ cái thắng lại và động Chính cơ cũng đang giữ lại đúng không? xác. Cái phần khi mà các bạn cấp nguồn vào thì nó có cái từ tính, nó sẽ đẩy cái phần má phanh ra và nó tạo một cái khoảng trống giữa cái phần má phanh và cái phần lá thép này. Đó, thì khi đó thì khi cái trục động cơ quay nó sẽ không bị ma sát giữ lại nữa. Còn khi mà các bạn ngừng cấp điện thì cái má này nó sẽ áp sát vào đây, nó tạo cái ma sát rất là lớn và nó sẽ nhằm giữ lại cái trục này, thì các bạn sẽ không thể quay được cái phần trục đây như cái phần này là đang đóng. Thì các bạn sẽ không thể nào mà các bạn lại di chuyển cái trục này, trừ trường hợp các bạn đưa cái tay gạt vào trong. Đưa cái tay gạt thì cái phanh nó sẽ mở ra theo ý của các bạn. Đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái thắng từ có tay gạt. Và cái phần diode này nó sẽ có chức năng cấp nguồn cho thắng từ bằng cái nguồn cấp của nó là 1 pha 220V, và cái đầu ra nó sẽ là điện DC, giúp cho khi mà sử dụng điện DC thì sẽ giúp cho cái tốc độ nhấp nhặt của cái phanh nó sẽ, của cái phanh từ của cái thắng từ nó sẽ cao hơn so với cái nguồn điện 1 pha 220 bình thường. Vì vậy tại sao đa số các thắng từ người ta sẽ sử dụng nó là điện DC, nó sẽ là DC 90V, 99V hoặc 170V tùy theo loại thắng từ khác nhau. Thì bên mình thì cái phần thắng từ này nó sẽ đều có cái bộ diode chuyển đổi điện này đi kèm theo. Và đây cái tay gạt của nó thì các bạn nó sẽ tháo rời được để làm sao cho tiện lợi trong quá trình các bạn vận chuyển. Chúng ta sẽ đưa vào đây, nó xoáy rất là dễ dàng. Sau đó các bạn sử dụng cái khóa, các bạn khóa lại, và cái phần này có phần cao su để các bạn có thể làm sao cầm nắm nó một cách đơn giản nhất. Và sau đó cái này gạt qua trái hoặc gạt qua phải đều có thể mở cái thắng được bằng tay, nó rất là dễ dàng trong quá trình các bạn sử dụng, nó cực kỳ dễ dàng. Trong quá trình mà sử dụng một thời gian thì cái bố này nó mòn thì mình sẽ thay cái cụm này luôn hay là mình sẽ thay cái phần bố thôi? Trong quá trình sử dụng thì sẽ có một số trường hợp mà cái hoạt động nhấp nhả của các bạn sử dụng nó liên tục và nó rất là nhiều lần trong vòng một ngày, thì cái má thắng từ này nó có thể bị mòn. Thì lúc này các bạn chỉ cần thay cái phần má này thôi, cái phần thắng từ nó sẽ chỉ cần giữ nguyên, cái phần cụm hút nó giữ nguyên. Nó thường thường nó sẽ có trường hợp là nó thì mòn cái phần này thôi, thì nó thay thế rất dễ dàng, các bạn tháo ra nó dễ dàng, nó không có gì khó khăn trong quá trình bảo dưỡng cũng như là sửa chữa cái phần thắng từ này. Nó cũng giống như cái phanh xe máy hoặc là xe đạp, chúng ta đi một thời gian dài thì đúng là bố nó sẽ bị mòn, chúng ta sẽ thay cái này. Còn thì cái tốc độ mòn của nó sẽ phụ thuộc vào cái số lần nhấp nhả của cái thắng từ các bạn trong quá trình sử dụng. Còn tùy vào cái ứng dụng đúng không em? Ứng dụng nào mà ít dùng nhiều thì chắc là cái phần bố nó sẽ có tuổi thọ lâu hơn đúng không? Thì có một số ứng dụng thậm chí có thể một ngày sử dụng một lần, có những ứng dụng một tháng thì mới nhấp nhả một lần. Dĩ nhiên sẽ có một số ứng dụng nâng hạ thì nó sẽ nhấp nhả gần như là 10 giây một lần, thì anh Toàn sẽ thấy là nó cái tốc độ mòn nó sẽ cao rất nhiều lần so với những cái ứng dụng bình thường. Thì ở đây có một cái động cơ điện BGM nè, được mặt bích được lắp sẵn một cái thắng như thế này, không biết là Đạt có thể chia sẻ thêm cho mấy bạn về cái này, về cái phần thắng từ mà được lắp sẵn vào trong đây, để mấy bạn có thể hiểu hơn về cái cách mà động cơ nó vận hành như thế nào á. Như bạn thấy thì ở phần này là một cái thắng từ nó đã được gắn liền với phần động cơ rồi. Thì với cái thương hiệu BGM thì cái đoạn mà cái khoảng trống này thì đã được hãng đưa cái phần cao su này. Thì cái phần cao su này có tác dụng gì? Nó khi các bạn đã biết là cái phần cuộn điện này nó là một cái nam châm điện. Vì vậy nếu như trong cái khoảng này cái cao su này nó sẽ giúp cho những cái mạt sắt hoặc những cái vật khác nó không thể lọt được vào đây được. Các bạn hình dung khi mà giữa cái phần má này nếu mà có một cái mạt sắt nó lọt vào đây thì cái
cái phanh nó sẽ không đảm bảo được cái độ chắc chắn cũng như là cái độ nhấp nhả của nó. Vì vậy cái hãng VGM họ đã đưa cái phần cao su này để làm sao ngăn chặn được những cái bụi, những cái mạt thép ở bên ngoài nó không để lọt được vào bên trong và giúp cho cái thắng từ nó hoạt động một cách ổn định nhất, tốt nhất. Và các bạn cũng sẽ thấy là với cái động cơ khi mà có thắng từ thì cái phần hộp đầu điện nó sẽ to hơn để nó chứa cái diode trường tử này, nó giúp cho không gian đấu điện trong hộp đấu điện nó sẽ rộng rãi hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thấy ở đây này. Đó. Thì bạn này có chia sẻ với chúng ta về cái phần bóc điện này nè. Thì đối với cái hộp điện của động cơ bình thường thì cái chiều dài của nó sẽ ngắn hơn, còn nên nó sẽ dài hơn so với động cơ điện bình thường, tại vì bên trong nó có chứa một cái diode như thế này nữa nè. Đó. Và đủ một cái không gian rộng lớn như này để chúng ta đấu điện. Ở đây nó có hai cái phần xoáy ốc này các bạn thấy không? Cái phần thắng từ nó sẽ thắng từ có tay gạt này thì nó sẽ có hai phần để các bạn cũng để đủ không gian để đưa cái phần dây nguồn của bạn vào đây, nó không bị chật trội cũng như là quá trình đấu điện nó sẽ an toàn hơn, các dây điện nó sẽ không quá sát với nhau trong quá trình sử dụng, nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Và các bạn lưu ý thì với cái phần đuôi động cơ khi gắn thắng từ thì thường thường sẽ sử dụng cái phần nắp chụp này bằng gang. Với sử dụng nắp chụp bằng gang ấy, thì cái độ ổn định của nó sẽ cao hơn. Khi các bạn nhấp nhả cái phanh thì cái nắp bằng gang này nó sẽ chắc hơn, nó sẽ cứng hơn, nó sẽ tránh được cái trường hợp nó sẽ bị gãy, bị nứt cái phần đuôi so với việc các bạn sử dụng cái nắp phía sau này bằng nhôm như những cái động cơ bình thường. Đấy là một trong những cái lưu ý mà một số hãng họ đã áp dụng cái phần đuôi này bằng gang giúp cho cái phần động cơ nó sẽ bền bỉ hơn so với cái thời gian. Thì đây là một cái động cơ điện BGM, nó có tích hợp sẵn cái dòng thắng tay gạt này luôn. Thì vậy nếu như mà gắn vào những cái động cơ điện bình thường đó, thì cái cấu tạo của nó có cái gì khác biệt so với cái nếu cái dòng các bạn sẽ thấy cái dòng thắng từ này của BGM thì nó là họ sản xuất tại nhà máy và hàng nhập khẩu nguyên bộ cả động cơ và cả thắng từ nhà máy, thì cái phần chiều dài cái phần đuôi động cơ này nó sẽ ngắn gọn hơn, nó sẽ tiết kiệm được diện tích hơn. Còn nếu như với cái thắng từ mà ở gia công ở Việt Nam thì bạn sẽ thấy nó bắt buộc phải thêm một cái miếng gọi là miếng đệm ở bên ngoài, thì khi đó nó sẽ có một đặc điểm là cái phần đuôi nó sẽ dài hơn, vì vậy cái không gian lắp đặt của nó sẽ tốn diện tích hơn. Còn với cái dòng thắng từ nhập khẩu nguyên chiếc cả động cơ này thì thứ nhất là cái phần đuôi gang nó đã chắc chắn rồi và cái chiều dài của nó sẽ được tiết kiệm hơn. Vậy các nhà chế tạo máy khi mà sử dụng nó sẽ tiết kiệm được hơn cái không gian mà các anh khi lắp máy. À, tức là về cái động cơ mà được nhập khẩu từ nhà sản xuất về mà nó tích hợp sẵn thắng từ thì cái phần chiều dài này nó sẽ ngắn hơn đúng không? Chắc chắn nó sẽ ngắn hơn so với những cái thắng từ mà gia công ở Việt Nam, và dĩ nhiên là cái độ chính xác nó sẽ cao hơn và nó ở mức chính xác tuyệt đối, tại vì nó đã được. Thì đối với ứng dụng của thắng từ khi mà lắp với động cơ này, nó sẽ ứng dụng cho một số cái ngành nó liên quan tới như là cầu trục này, những cái ngành mà liên quan đến thang nâng hàng khi bạn sử dụng cái thang máy hoặc là thang nâng hàng cỡ nhỏ, hoặc là một số cái ứng dụng liên quan đến nâng hạ tời cáp kéo. Một số ứng dụng của các bạn là cần cái phần động cơ này nó dừng chính xác hơn. Ví dụ động cơ đó khi mà các bạn dừng nó sẽ có một phần quán tính, thì cái phần thắng từ này nó sẽ ngắt cái quán tính nó lại giúp cho động cơ dừng đúng cái vị trí mà các bạn mong muốn. Thì đấy là một trong những cái ứng dụng mà cần cái thắng từ, nhất là trong ngành tự động hóa đang phát triển ngày nay thì những cái động cơ gắn thắng từ này nó đang sử dụng rất là nhiều, giúp cho cái hoạt động của động cơ nó sẽ chính xác hơn. Và một số cái ứng dụng thì họ sẽ dùng cái thắng từ này nó không chỉ gắn cho động cơ mà nó gắn cho một số cái trục chuyển động của những cái hệ thống đường dây hoặc hệ thống chuyển động, có thể là bằng cơ không qua động cơ, họ cũng sử dụng cái thắng từ này để giúp cho hãm lại hoặc là giúp dừng cái vị trí của cái phần chuyển động của họ theo cái mong muốn của các nhà chế tạo máy cũng như là mong muốn của người sử dụng.
Thì vừa rồi Đạt đã chia sẻ cho chúng ta về cái cấu tạo cũng như là cái nguyên lý hoạt động của thắng từ có tay gạt và đồng thời cũng một số ứng dụng cho ngành nông nghiệp Đạt vừa chia sẻ cho chúng ta. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Thì ở những video sau thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cách lắp đặt thắng từ có tay gạt như thế này và xem chúng vận hành như thế nào trong ứng dụng ngành công nghiệp các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.